Các bạn thân mến, đầu năm mới 2024, ban biên tập chương trình Tiếng Thơ Đêm nhận được rất nhiều bài thơ hay của quý vị và các bạn. Hôm nay, chúng tôi nhận được một bài thơ vui mang tên Ba Táo Tiếng Thơ Đêm của tác giả Nghị Nguyễn. Năm nay bàn chuyện táo quân, không bàn kinh tế thơ ngâm tặng quà. Hai ông chễm chọe một bà, Mạnh Hùng ghi Nguyễn ông già nhà quê. Vâng, rất vui phải không các bạn? Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức trọn vẹn bài thơ Ba Táo Tiếng Thơ Đêm, tác giả Nghị Nguyễn, qua trình bày của nghệ sĩ Mạnh Hùng. Năm nay bàn chuyện táo quân, không bàn kinh tế thơ ngâm tặng quà. Hai ông chễm chọe một bà, Mạnh Hùng ghi Nguyễn ông già nhà quê. Táo nào dòng bỏ mùa mê, các bà các chị đã nghe là nghề. Trần gian tố giác gợi lên, anh chàng răng khềnh chính tên Mạnh Hùng. Năm qua tổng kết chung chung khoảng 8.000 bàn ngâm dùm bàn phê, chưa kể bài hát treo hay lấn sân quan họ phen này khả nghi. Táo bà thương hiệu Nguyễn Ghi đã làm nhà giao còn thi phu tài. Năm qua à viết 5 bài, lời bình lời giận môi mai không tiền. Cũng vì cái tội lắm duyên, nghe đồn phái Mạnh ngã nghiêng rất nhiều. Dòm xa chớ dại định khêu, nàng mà nổi giận chẳng chiều nổi đâu. Trịnh Ngọc Dung táo video, kè kè máy ảnh mang theo chụp hình, nhanh nhạy bén rất tâm tình, hoàn thành công việc triều đình năm qua. Chẳng hề chảnh mảng chuyện nhà, cớ sao lấy hiểu ông già nhà quê. Chị em ngưỡng mộ còn mê, được anh trao chút vuốt về
Chúc mừng ba táo thơ đêm, vượt qua Quý Mão tiếp thêm Giáp Thìn. Vui xuân đón Tết đừng quên, phát sóng đều đặn ba đêm mỗi tuần. Quán triệt tư tưởng đã thông, vậy là bá tao có công can nhiều. Hạ rơi cổ vũ mến yêu, chấm nghe rất thích bãi chiều. Tại